Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Diclofenac. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về diclofenac cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần: diclofenac, diethylamine. Tá dược vừa đủ. Dạng bào chế: gel. Công dụng: giảm triệu chứng đau và viêm tại chỗ trong các trường hợp chấn thương ở gân, dây chẳng, cơ và khớp như bong gân, chật khớp và vết bầm điều trị tại chỗ chứng thấp khớp ở mô mềm. Nên xem xét lại việc điều trị sau 14 ngày. Điều trị bệnh viêm khớp mãn tính các xương khớp bề mặt như đầu gối, nên xem xét lại việc điều trị sau 4 tuần. Cách dùng, thuốc bôi ngoài da. Liều dùng. Bôi thuốc mỗi lần từ 2 đến 4 gam, dùng 3 đến 4 lần mỗi ngày, tùy thuộc vào kích thước của vùng bị đau. Chống chỉ định. Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Lưu ý khi sử dụng. Thuốc chỉ được dùng ngoài da, tránh bôi vào mắt hoặc các niêm mạc. Nên rửa sạch tay sau khi bôi thuốc trừ khi đang điều trị ở tay. Không nên bôi thuốc lên vết thương hở, vùng bị viêm nhiễm hoặc vùng viêm da chóc vẩy. Phản ứng nhạy cảm như sốc phản vệ có thể xảy ra ở những bệnh nhân chưa từng dùng diclofenac trước đó. Tránh sử dụng ở quý 3 của thai kỳ và những ngày cuối của thai kỳ. Thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú. Tác dụng phụ Các chế phẩm dùng ngoài chứa diclofenac như cao và gel có thể gây ra phản ứng tại nơi bôi thuốc, kích ứng da hoặc phản ứng liên quan đến da, viêm da tiếp xúc, phát ban, khô da hoặc chốc vẩy, phản ứng bất thường ở da với ánh sáng, thường là phát ban, nhạy cảm ánh sáng. Nhà sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Diclofenac, đồng thời biết cách sử dụng Diclofenac sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham